Kính chào tất cả các bác đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay là một chiếc đài rất đặc biệt, một chiếc đài cổ thương hiệu Nationa Panasonic RF7100, hàng full thùng xốp. Và điều đặc biệt là máy lại còn chạy được cả băng 8 trách. Mời các bác cùng khám phá chi tiết. Một chiếc đài nữ thế kỷ rồi. Nữ thế kỷ nhưng mà chúng ta vẫn sưu tầm được, nó còn thùng xốp thì vô cùng đáng quý. Nó là hàng dạng tồn kho rồi. Đấy, xốp đầy đủ này các bác này, dây nguồn zin này. Đấy, dây nguồn zin theo máy luôn. Rất là xịn sò, cao cấp. Máy rất chất luôn. Bây giờ em sẽ lấy ra ngoài và review chi tiết cho cả nhà mình nhá. Dòng này được sản xuất từ năm 1973. Đến nay là tròn 50 năm tuổi rồi. Nhưng mà chiếc máy thì đẹp xuất sắc vì nó là hàng thùng xốp rồi. Đấy, từ ngoài vào trong, bên trong là sắt xi 7 màu dày đặc kín máy, cho nên là dòng này được sản xuất rất cao cấp. Chúng ta mà xách máy lên các bác ngỡ ngàng luôn, nó nặng trịch, nặng như là nồi đồng cối đá luôn, vô cùng chất lượng và cao cấp luôn các bạn. Máy được thiết kế với size chiều ngang là 355, chiều cao 195 và độ sâu là 105. Một cái size thiết kế cũng rất là vừa phải. Nhưng mà đặc biệt ấn tượng là nó sở hữu tới một cặp loa toàn dãy, có nghĩa là hai loa hai bên, hai loa toàn dãy, cho nên mang đến cái chất lượng âm thanh thì dòng này thì cực kỳ hay luôn. Đấy, tiếng tốt lắm, chúng ta nghe radio và có thêm một chế độ băng 8 trách. Đây, băng 8 trách em đã lấy sẵn ra đây rồi. Các bác mua máy tặng băng luôn. Đây là một cái dòng băng cổ nhá, tiếng rất là lóc cóc leng keng, rất là độc luôn. Đấy, thì băng 8 trách chúng ta sẽ chơi ở bên hông này này. Băng 8 trách đây, rất là độc. Rất là hay. Và các bác sẽ nhìn luôn cái phần quai sách này, bóng loáng luôn, rất đẹp. Quai sách hai bên đều rất đẹp luôn, cứ gọi là bóng loáng luôn các bác nha. Ngoài khả năng chơi băng 8 trách thì chắc chắn không thể thiếu được cái chức năng radio. Được thiết kế rất đặc biệt, nó tạo thành hai mặt tiền ở phía trước và mặt trên. Đây các bác có thể nhìn thấy là chúng ta có thể là quan sát dò sóng ở mặt trước được này. Và hoàn toàn chúng ta cũng có thể quan sát dò sóng ở mặt trên. Như vậy là nó tạo thành hai mặt tiền. Và mặt đồng hồ dò sóng radio này thì rất là to bản. To, rõ, hiển thị sắc nét với hai băng tần AM và sóng FM, bắt được rất là nhiều đài. Bên này sẽ có là nút chỉnh cho phần volume lớn nhỏ này. Một cái nút gạt màu đỏ là nút nguồn. Chúng ta gạt lên trên là radio, gạt xuống dưới là băng tape, là băng 8 trách này. Cái sự hào sảng Tiếng cực của tốt người luôn. dân thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, như vậy thì để đạt được những kết quả trong công tác chăm lo cho người nghèo, phải kể đến sự chung tay góp sức của nhiều tập thể cá nhân doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm. Vậy thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có cách làm gì để thu hút sự đồng hành của các nhà hảo tâm doanh nghiệp? Chúng ta thấy rằng là có một điều rất quý đó là Rồi, tí nữa em test chi tiết nha. Tiếng của quá là hay luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một nút tuning là dò đài radio. Có phần đèn cho phần băng 8 trách. Một cái nút điều khiển cho băng 8 trách này. Em phải nói là rất ấn tượng với chiếc máy này. Một dòng máy cổ 50 năm rồi, nữ thế kỷ rồi, nhưng mà còn quá đẹp. Và cái cách thiết kế trông nó phải nói là rất cao cấp, dày dặn, chắc chắn, xịn sò. Đây, các bác có thể ngắm cạnh bên hông. Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái phần DC cục 9V. Đấy, còn rất là mới này, cạnh mặt phía sau này. Máy được thiết kế một cái màu ghi xám nhá, nhìn trông nó xam, nó rất là sang sạch, rất là đẹp luôn. Panasonic RF 7100 made in Japan. Đây, một cái màu ghi xám này, cái màu này nó rất là sang sạch các bạn. Dây nguồn zin theo máy nhá. Rồi, cạnh bên hông còn lại này, đây là cạnh chúng ta sử dụng băng 8 trách ở đây. Đấy, bây giờ em đút thử băng vào cho các bác trải nghiệm nhá. Đây, băng đây các bác. Đấy, các bác mua máy em tặng luôn cuốn băng này. Chúng ta chỉ cần đút vào bên hông này thôi. Đó, như vậy là xong rồi. Rất là hay. Đây. Và chúng ta muốn nghe thì chúng ta gạt xuống phần tape này, để là mở băng 8 trách này. Đó. Đó, là đang phát băng 8 trách này.
chúng ta điều chỉnh ở đây. Món nước hẹn nhau ngày mai thấy bình, tình ta sẽ không lìa xa. Ta đã đang chạy bằng 8 trách này các bạn nhá, rất là hay. Xuân sẽ không về lúc chiến mang theo cuốn. À, chúng ta chuyển bài. À, chuyến bài rất hay. Em cũng chẳng cao xa, bay chẳng cùng nhau, hai đứa dệt mộng. Rồi, bây giờ em sẽ cho các bác ngắm nội thất nha. Tí nữa em quay lại em test tiếp. Nội thất dày đặc kín máy và điều quan trọng là sắt lan can 7 màu. Đây là bộ cơ của băng 8 trách các bác thấy này, làm rất là chắc chắn, dày dặn cao cấp, chứ không phải là bằng nhựa nhá. Tất cả là sắt lan can vàng ươm luôn. Và nó là tuyệt đẹp. Kể cả là phần biến áp nguồn này. Đấy, mới keng vàng ươm. Đó, máy rất là chất, vô cùng đáng chơi. Đây là phần motor. Rất là đẹp luôn các bạn. Em sẽ test phần radio sóng AM cho cả nhà mình trước nhé. Đây đang để sóng AM. Chúng ta đã gạt lên phần radio. Bởi vì đây là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Mục tiêu cuối cùng là các anh chị có thể mô tả được các dịch vụ thanh toán hiện đại như là ví điện tử, tiền điện tử hoặc là thanh toán qua thiết bị di động. Để đáp ứng các mục tiêu trên, thì chương 7 sẽ được trình bày trong hai chủ đề. Nội dung của chủ đề thứ nhất sẽ giới thiệu về những kiến thức cơ bản liên quan tới thanh toán điện tử. Sau đó tiếng rất là hay. Cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả, đảm bảo chi trả đầy đủ kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp giải quyết phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện sản phẩm đó. Do vậy, hoạt động thanh toán là một trong những điều kiện cốt lõi để phát triển thương mại nói chung và thương mại điện tử nói riêng. Trong quy trình giao dịch thương mại điện tử, khi người mua và em gạt lên phần sóng FM nhá. Bây giờ em test phần sóng FM. Hiểu rõ nghề nhau. Các mẹ cảm thấy có nhiều ngành nghề lạ. Thưa ông Phạm Văn An, ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Xin chữ tình hình, xin chữ tình đức, tình nhân. Xe độ bê tông và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý với chúng tôi. Tình hình tại khu vực 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, mật độ phương tiện cũng đang tăng lên hơi cao. Ngay chính giữa giao lộ này, bác tài đang di chuyển ở mức trung bình. Đó là những thông tin hình ảnh mà chúng tôi quan sát được trên camera lúc này. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê vẫn còn rất là đông xe và vẫn đang phải di chuyển chậm thưa quý vị. Bây giờ thì tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin liên quan đến xe quá khổ. Giống như ban nãy chúng tôi đã chia sẻ về xe quá tải trọng theo quy định từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 tới đây. Rồi, em đã gạt xuống phần tép này để test phần băng 8 trách cho cả nhà nhá. Đấy. Chúng ta sẽ mở phần băng 8 trách ở đây lên này. Đây băng 8 trách em lấy ra ngoài rồi, em lại lắp lại này. Đây nha. Ta đút vào cái khay ở bên hông rất là đặc biệt. Đấy. Chỉ cần đút vào là nghe thôi, rất là hay. Thank you.
chuyến bài rất đơn giản. Đây có đèn này. Đó, đèn nó sẽ sáng ở những cái số này các bạn này. Đó, nó sáng số 4 nhá. Chín bài này. Rồi, em vừa test cũng rất là chi tiết cho các bác một chiếc đài cổ được sản xuất năm 1973, 50 năm rồi nhưng mà hạng B. Thì còn thùng xốp Nationa Panasonic RF7100. Bác nào quan tâm liên hệ sớm mua máy tặng băng 8 trách luôn. Chiếc máy đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài mà lại còn thùng xốp, rất đáng để chúng ta sưu tầm. Dòng nôi đồng cối đá. Vẫn là số điện thoại quen thuộc, nếu các bác quan tâm 0916 950595. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.